bây giờ sẽ là live show bài hát Việt tháng 6. Kính chào quý vị khán giả truyền hình, mình là Vũ Trọng Long. Đây là lần thứ 3 mình tham gia chương trình Bài Hát Việt. Và Bài Hát Việt là một sân chơi mà mình luôn hướng đến đầu tiên khi viết ra một ca khúc. Âm nhạc là một niềm đam mê của mình và đi cùng với đó là mình có những sở thích, ví dụ như là thường hay đi cà phê vào những lúc rảnh rỗi để tìm những cảm hứng để cái cách chơi đàn cũng như là viết ca khúc. Ca khúc lần này mình gửi đến đó là ca khúc Ngày Tháng Mộng Đẹp. Bài hát này nó cũng là một cái cách nói, một cái đề tài ta thường thấy, nhưng mà được nói với một cách cũng rất là giản dị. Cái thường thấy đó là gì? Đó là cái khát vọng của cái lớp trẻ được yêu, được sống, được mơ mộng với cuộc sống mà mình đang sống. Ở đây âm nhạc cũng rất là gọn gàng và có thể nói là đã dùng một cái lối, cái phong cách của nhạc đã cũ nhưng nói một vấn đề đương đại. Tôi thấy bạn ấy sử dụng cái chất liệu của swing jazz để viết cái bài hát này cũng khá là hợp lý. Cộng phần phối khí của Hữu Vượng, tôi thấy đây là một bài hát ổn. Và cái chất nhạc thì nó đúng với cái tinh thần, những gì mà Vũ Trọng Long muốn nói trong cái bài hát này. Bài này của em là viết về một cái cô gái khoảng tầm 15-16 tuổi, về cái những cái tâm sự và suy nghĩ của cô ấy về tình yêu. Cái suy nghĩ của một cái cô gái mới lớn, em nghĩ ngay đến nhạc gia, nó phải là cái sự nhí nhảnh, tươi vui một chút. Thế là em làm thành swing jazz. Trong đôi mắt ai có cơn gió dịu dàng, gió khẽ lạnh bờ môi ai từng ngày dài vẫn cứ trôi theo bình yên. Mình em ngồi đây hát khúc tình ca, khát khao tháng ngày cùng anh hơn nghe dần dôi. Ngày tháng mộng đẹp cho em được mong chờ bao điều, cho em được mong anh về trong vòng tay yêu. Da 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 da, cho em được mơ tình ôm cửa cùng bao chiếc hôn nhẹ nhàng ngày mình chung đôi. Da 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 da. Trôi theo bình yên, mình em ngồi đây hát khúc tình ca, khát khao tháng ngày mai hơn ghét dần dỗi. Ngày tháng cho em được mong chờ bao điều, cho em được mong anh về trong vòng tay yêu. Da 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 da, cho em được mơ từng câu cửa cùng bao chiếc hôn nhẹ nhàng ngày mình chung đôi. Da 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 da. Trong vòng tay yêu, da 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 da, cho
Xin được cảm ơn ca sĩ Hồ Bích Ngọc. Thưa quý vị, như vậy là ba bài hát đầu tiên vừa được giới thiệu đến quý vị. Những màu sắc và phong cách sáng tác rất khác nhau. Trẻ Vũ Trọng Long mang đến một phong cách swing jazz với một chất rất điển hình được ca sĩ Hồ Bích Ngọc thể hiện một cách đầy ngẫu hứng. Và một lần nữa chúng ta lại được thấy xu hướng mới khi rất nhiều ca sĩ đang bắt đầu tự sáng tác bài hát cho mình. Đó chính là Tăng Ngân Hà với tình cảm của cô trong bài hát Giai điệu đẹp được thể hiện cùng Trung Quân. Còn bài hát của Y Giác Thái lại được thể hiện với một chất rất mộc mạc và dễ mến của Ya Suy. Chúng ta hãy cùng lưu lại cảm xúc về bài hát này để bình chọn cho ba bài hát đó trong những phần sau của chương trình này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải. Giải thưởng đầu tiên là giải thưởng do khán giả bình chọn, mang tên giải thưởng bài hát ấn tượng. Cho phép tôi được mời ra sân khấu người sẽ công bố và trao phần giải này, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Tôi xin công bố giải thưởng bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn đã thuộc về bài hát Ngày tháng mộng đẹp của nhạc sĩ Vũ Trọng Long do ca sĩ Hồ Bích Ngọc trình bày. Xin được chúc mừng Vũ Trọng Long, đây là tác giả trẻ của bài hát Việt. Ta đang nghe lại những giai điệu trong ca khúc Ngày tháng mộng đẹp, một sáng tác mang đậm phong cách jazz swing. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem Vũ Trọng Long muốn nói gì với tất cả khán giả, những người đã bình chọn cho bạn. Xin chào quý vị khán giả, xin chào quý vị khán giả truyền hình cùng các quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Có lẽ so với lần đầu thi chương trình bài hát Việt là cách đây 3 năm thì Long cũng nhận được giải này, và hôm nay lại được nhận giải này nữa thì Long cũng rất là vui. Vừa nãy Long ngồi dưới sân khấu thì lúc đang xem chương trình thì mẹ có nhắn tin là con ơi, ở nhà mưa to quá nên là TV không bắt được sóng, mất tín hiệu rồi. Nhưng dù thế nào thì mẹ không xem được kết quả của con, nhưng dù thế nào thì con có thành công hay không thì mẹ cũng rất là vui, tự hào vì được thăm con trên TV. Và em xin cảm ơn đặc biệt nhất đến người mẹ của em đấy, người đã chấp cánh cho em đến con đường âm nhạc. Thời điểm ban đầu những năm 2009 rất là khó khăn, và cho đến bây giờ thì đã trưởng thành và ổn định hơn nhiều. Và em xin cảm ơn đến một người anh, một người thầy đang hướng dẫn em, định hướng em trên con đường âm nhạc. Đấy là pianist Nguyễn Hữu Vượng, người đã phối khí các khúc của em. Và em xin cảm ơn anh Thành Vương, cũng là một người đã cho em rất nhiều những cái lời khuyên trong âm nhạc về tư duy và cách phát triển. Em xin cảm ơn chương trình Bài Hát Việt đã đem ca khúc của em đến với công chúng hơn. Và em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho ca khúc của em ngày hôm nay. Xin cảm ơn và chúc mừng Vũ Trọng Long với bài hát Ngày tháng mộng đẹp. Và thưa quý vị, bài hát Ngày tháng mộng đẹp được 56,13% lượt bình chọn. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng khán giả may mắn nhận được giải thưởng của chương trình 3 triệu đồng. Đó là khán giả Huỳnh Thị Mỹ Thành. Số điện thoại 0933372824 ở Lộc An, Bà Rịa, Vũng Tàu. Và lúc này chúng ta sẽ cùng mời quay trở lại sân khấu tất cả những nghệ sĩ, những tác giả, nhạc sĩ phối khí hòa âm đã đoạt giải trong chương trình live show tháng 6 của Bài Hát Việt 2014. Quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng vỗ tay để cảm ơn họ một lần nữa. Xin chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, như vậy là chương trình Bài Hát Việt live show thứ 3 tháng 6 năm 2014 đã khép lại tại đây. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả, những ai đã theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn đến các nghệ sĩ, các tác giả đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn ban nhạc, dàn dây và nhóm bè. Xin cảm ơn toàn bộ ekip. Và một lần nữa xin chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong Bài Hát Việt live show tháng 6.